Cái gì vậy chị? Chị cho em hả? Thôi em không lấy đâu. Em bán dép có tiền rồi mà. Em lấy cho chị vui nha. Chị vẫn không vui hả? Vậy thôi em lấy nốt 10 ngàn thôi nha. Em không lấy của chị nữa đâu. Chị vẫn không vui hả? Em chưa gặp người nào mà tốt như chị luôn á. Thôi chị có lòng chị em có dạ. Em tặng chị đôi chút nào chạy cho em nha. Đây là tôi khi cần tìm chìa khóa. Rõ ràng vừa để ở đây xong. À không, ở trong cái túi. Không có, khổ quá, ở đâu mới được. Nó nghiệp nặng thế nhở. Khổ quá, ở đâu rồi, không thể tìm thấy rồi. Và khi không cần tìm chìa khóa. Khi con gái trêu con trai. Sao cậu lại làm vậy? Ôi giời ơi, yếu như đàn bà. Anna, tôi có chuyện muốn nói với cậu từ rất lâu rồi. Cậu có muốn nghe không? Cậu muốn nói đi. Chả là xấu như mày có chó đi. Khi con trai trêu con gái. Mày nói cái gì? Ghét cái lợn. Sao mày dám đụng vào lá ngọc cành vàng như tao hả? Rồi ơi, tao chiêu có tí. Tao không sinh ra để chúng mày chiêu đuổi như thế hả? Đuổi xem tao tặng mày hồi hôm giã đâu trả đi cho tao. Còn bây giờ mày không phải bàn tao nữa cũng. Chị ơi, chị trả nợ cho em chị nhé. Chị hứa với em là sang tháng chị trả. Chị nợ em gần 1 năm rồi. Bây giờ sang tháng thứ 13 em vẫn chưa nhận được một đồng nào của chị cả. Chị trả nợ cho em để em còn lo cho các cháu một cái Tết trọn vẹn chị nhé. Mới có hơn 1 năm thôi mà em đã đòi nợ chị rồi. Em là chủ nợ thì em phải hiểu tâm lý của con nợ nhá. Em nhìn thấy ông vàng bạc thông báo của chị còn chưa đi làm mới. Cô mà ở quê chị còn chưa xây. Quả cát biếu nhận ngoài hai bên chị còn chưa có. Áo quần thì chị đang còn mang đồ cũ đây này. Thì làm sao mà có tiền trả nợ cho em? Cái tâm của em là tâm tà. Người ta gọi là tà khí. Trong tham sân si mạn nghi ác khiến. Ui, cái đấy cực kỳ nguy hiểm nhá. Thôi, em cứ về đi, nào có chị trả. Còn bản thân chị nhá, là con nợ. Cái tâm của chị là tâm sáng, tâm tốt. Chị là chị không trả thôi, chị không có quỷ đâu. Đấy, chị dám đối diện với sự thật. Nhưng người khác là người ta trốn lâu rồi. Trả nhá. Cái tâm của em rất là ác nhá. Cái tâm của em là bị con Atula nó ngự trị bên trong rồi. Những gì mà em thể hiện ra bên ngoài nó không phải là con người của em. Ấy, em cho vay là em đã cho gì? Cho đi, người xưa có câu cho đi thì không cần nhận. Đấy, cho đi không cần nhận lại mà em nhận lại. Tức em rất là ác luôn nhá. Cuộc đời có những cái đến với mình thì mình phải chấp nhận. Thôi, em cứ về đi, nào có chị trả nhá. Cháu chưa có Tết thì thôi cầm tặng đôi dép này về cho cháu mang. Tết có đồ mới là cháu cũng gắn rồi. Thôi để các cháu ra mà cháu thay em nhá.